Phu nhân, cô ta muốn thôi miên mình. Hãy nghĩ rằng bây giờ là một buổi chiều đầy nắng, chị đang nằm trên bãi cát trắng dài đón ánh mặt trời. Chị thả lỏng toàn thân, tận hưởng thiên nhiên. Không được, không được mà. Phu nhân, phu nhân ngủ ngon nhé. Ngủ đi nhé. Phu nhân, sợi dây chuyền này đẹp thật đấy. Đáng tiếc bây giờ chị bị tâm thần, đâu có đeo nó được. Lâm Vi Vi, yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách khiến chị ngủ mãi mãi, ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn. Chị ngủ cho ngon nhé. Còn tôi sẽ ngủ với chồng chị. Chồng ơi, cứu em với. Tiểu Nhã, em đang làm gì vậy? Không phải anh nói tối qua không đủ kích thích sao? Cho nên hôm nay em chọn ở đây. Em đứng dậy trước đi. Anh và Lâm Vi Vi, em chắc chắn hôm nay cô ta sẽ không nổi điên chứ? Anh không tin vào thuật thôi miên của em sao? Anh tin chứ? Lục Khải Minh, Lâm Vi Vi, đồ súc sinh, tôi chắc chắn sẽ để đôi cẩu nam nữ hai người trả một cái giá đắt. Khải Minh, hôm nay anh có đưa em đi chơi không? Sao thế? Chưa chơi đủ sao? Em có chắc hôm nay cô ta sẽ không tỉnh chứ? Yên tâm, hôm nay chị ấy sẽ không tỉnh lại đâu. Được, vậy thì cùng nhau đi. Lục Khải Minh, Lâm Vi Vi, các người chờ đó. Thanh Nhã, anh về rồi đây. Văn Thành, anh nói đám cưới của chúng ta vào năm sau có ai chưa được mời không? Anh nghĩ đám cưới còn cần trang trí gì nữa không? Em luôn cảm thấy màu của những quả bóng không đúng cho lắm, và cả số hoa đó nữa. Văn Thành, sao anh ngơ ra rồi? Chúng ta chia tay đi. Cút đi. Xin lỗi, anh cút đi. Mau cút đi. Thanh Nhã, bình tĩnh lại đi. Em xem cái này đi. Em xem đi. Cái gì đây? Thuốc em uống có vấn đề. Em cũng phát hiện ra rồi phải không? Sao anh biết? Hôm đó trên sân thượng là anh đã cứu em. Sau đó anh nhặt được một viên thuốc rồi mang đi kiểm tra thử. Em xem, kết quả xét nghiệm cho thấy loại thuốc này không chỉ không thể chữa khỏi mà còn khiến người ta rối loạn tâm thần. Dùng lâu dài sẽ khiến người ta phát điên. Thanh Nhã, đừng sợ, anh sẽ giúp em. Đừng đụng vào tôi. Thôi rồi, Lục Khải Minh về rồi. Diệp Thanh Nhã, bình tĩnh, bình tĩnh. Em đã nói anh rồi, chị ấy sẽ không tỉnh đâu. Anh cứ không tin. Gần đây trong lòng luôn cảm thấy bất an. Không quay lại xem, trong lòng không được yên tâm. Anh xem, lần này yên tâm rồi chứ? Từ sớm đã nói rồi, thôi miên của em cùng với loại thuốc độc quyền của em, chị ấy không thể nào tỉnh được đâu. Được, được rồi, trách nhầm em rồi. Vậy bồi thường cho em thế nào đây? Đợi chút, anh sẽ dẫn em đi chơi gì đó thú vị.
Vậy đi. Đừng sợ, không sao đâu, sẽ không sao cả. Được rồi, tủ đồ nhỏ như vậy, nếu thật sự có người trốn, có thể không nhìn thấy sao? Alo, Trương Tổng. Được, tới ngay, chúng ta đi thôi. Mau, mau lại đây đi. Không được. Anh mau ra đây. Ra đây đi. Đi rồi sao? Mau lên, mau đi đi. Nhanh lên. Có chuyện nguy hiểm thì gọi cho anh. Anh luôn ở đây. Điện thoại là anh để lại sao? Đúng vậy. Anh sợ điện thoại của em bị theo dõi. Vì vậy, anh đã để lại cho em một chiếc điện thoại mới. Thanh Nhã. Vợ ơi. Vivi. Sao cô ta không phản ứng gì hết vậy? Để đứa bé khóc to hơn một chút đi. Khóc to hơn cho tôi. Con ơi. Con của mẹ. Con đâu rồi? Con ơi. Đừng đi. Thấy chưa? Có phản ứng rồi đó. Được. Hôm nay tạm chơi tới đây thôi. Vậy chúng ta ra ngoài đi. Được. Chúng ta đi thôi. Con của mẹ. Con ơi, con đây rồi. Con vẫn ở đây. Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con. Âm thanh gì vậy? Là Diệp Thanh Nhã sao? Bất kể là ai, chỉ cần tiếng chuông kêu lên, cửa sẽ khóa. Vậy chúng ta chỉ cần bắt tại trận là được rồi. Đi thôi. Mở cửa. Nếu là Diệp Thanh Nhã phát hiện ra đứa bé thì cô ta sẽ không còn đường sống. Mở cửa. Mau mở ra. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nhanh lên. Con cưng. Con của mẹ. Con ơi. Con của mẹ. Mẹ nhớ con quá đi mất. Thanh Nhã. Vợ ơi. Thanh Nhã ơi. Con của mẹ. Con thân yêu. Minh, anh có nghe thấy gì không? Con của chúng ta đang khóc. Chúng ta đi cùng nó đi, có được không? Diệp Thanh Nhã, em bị điên rồi sao? Không phải anh yêu em và con nhất sao? Anh chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng với con bé. Khải Minh, anh có nghe thấy không? Đứa trẻ đang gọi ba kia.
Thanh Nhã, chúng ta cùng đi xuống với con bé, xuống chơi với con bé. Em nghe anh nói, em nghe anh nói này. Những người còn sống như chúng ta, không phải nên tiếp tục sống cho tốt sao? Không. Em không muốn sống nữa. Em muốn tất cả mọi người phải bồi táng cùng con của chúng ta. Diệp Thanh Nhã, ngủ đi. Nhanh chìm vào giấc ngủ. Hãy ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon đi. Không phải em nói cô ta sẽ không tỉnh sao? Chắc là bị tiếng khóc của đứa trẻ kích động đến cô ta. Nó khiến cô ta phát điên lên. Lúc đầu anh đã nói với em, đừng để đứa bé đó ở nhà. Nhanh chóng tìm một nơi để giấu đứa trẻ đi đi. Anh xem cô ta có giống như đã tìm thấy đứa trẻ rồi không? Vậy ý của em là cô ta chỉ mới nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, vốn dĩ là chưa thấy đứa trẻ phải không? Anh không thấy sao? Cô ta vừa rồi ngay cả hiện thực hay hoang tưởng cũng không phân biệt được. Tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Chúng ta chỉ cần dẫn dắt thêm một chút, cô ta sẽ tự kết liễu bản thân. Có vẻ nước cờ giả điên này đi đúng hướng rồi. Đợi Diệp Thanh Nhã mất mạng rồi, tất cả tài sản của Diệp gia đều sẽ là của anh. Còn em thì sao? Em sao? Đương nhiên là bà chủ của gia đình này rồi. Hiện tại trạng thái tinh thần của Diệp Thanh Nhã đang tệ. Có lẽ uống hết lọ thuốc mới cây này của em là có thể chuẩn bị xuống tay. Vậy anh sẽ đợi tin tốt tự kết liễu của Diệp Thanh Nhã. Em làm việc thì anh cứ yên tâm. Hai người muốn tôi kết liễu bản thân. Được thôi. Đến lúc đó xem người mất mạng rốt cuộc là ai. Diệp Thanh Nhã ơi là Diệp Thanh Nhã. Mày vậy mà bị tên cầm thú Lục Khải Minh xoay như trong chóng. Lúc ban đầu thật là có mắt như mù mà. Thanh Nhã, em ơi, em còn nhớ chuyện tối ngày hôm qua không? Tối hôm qua em đã làm gì sao? Hôm qua em suýt nữa là làm hại anh. Không thể nào. Thanh Nhã, chuyện này không thể nào. Em sẽ không bao giờ làm loại chuyện đó đâu. Không sao, anh hiểu mà. Anh biết là em chỉ đang phát bệnh thôi. Em bị bệnh thôi, Khải Minh. Anh phải tin em. Em không hề muốn làm hại anh. Ngoan nào, anh tin mà. Anh tin em. May là anh không sao. Nếu không, em biết phải làm sao đây. Lại đây, Thanh Nhã. Đây là thuốc mà Vivi dựa theo tình trạng bệnh mới nhất của em kê một loại thuốc mới. Em chỉ cần đúng giờ uống thuốc, trạng thái tinh thần nhất định sẽ tốt hơn. Khải Minh, Vivi đến nhà chúng ta lâu như vậy rồi. Không phải thôi miên thì cũng là uống thuốc. Nhưng trạng thái tinh thần của em không những không tốt lên mà còn càng ngày càng trầm trọng hơn. Cô ấy thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho em sao? Cô bé ngốc, em cứ yên tâm. Vivi là nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho em. Nhưng mà thuốc này sau khi uống xong liệu có phát bệnh, có hại người không anh? Vợ ơi, em yên tâm, có anh ở đây sẽ không để em làm gì ngu ngốc đâu. Em chỉ sợ làm tổn thương anh. Vậy nếu anh không sợ như vậy rồi, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Diệp Thanh Nhã, tôi sẽ xem coi cô làm trò ngu xuẩn gì. Văn Thành, anh có thể phá được nó không? Sắp xong rồi. Anh nhanh một chút. Lâm Vi Vi và Lục Khải Minh sắp sửa quay trở lại rồi. Được, họ sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Phá được rồi. Làm sao có thể chứ? Chuyện này sao có thể? Đứa bé đó rõ ràng là ở đây, chắc chắn là ở nơi này. Thanh Nhã, em có thực sự nhìn thấy đứa bé không? Ý anh là sao? Anh cũng nghĩ tôi bị điên phải không? Tôi sinh ra ảo giác, có phải không? Thanh Nhã, em bình tĩnh đi. Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu. Vào đêm hôm đó, tôi rõ ràng đã nhìn thấy con của tôi. Tôi còn ôm con bé nữa.
Con bé còn cười với tôi. Tất cả không thể nào là giả được. Không thể nào được. Chắc chắn Lục Khải Minh đã bắt đầu nghi ngờ, nên đã chuyển đứa bé đi rồi, lẽ nào? Lục Khải Minh nhìn ra được tôi đang giả điên. Hay là, chúng ta vẫn nên kiểm tra một chút? Không được. Không thể đánh rắn động cỏ. Đứa bé vẫn còn trong tay bọn họ. Thanh Nhã ơi, tới giờ uống thuốc rồi. Em ơi, kỳ lạ thật, người đâu? Thanh Nhã. Không ổn rồi. Thanh Nhã. Em ơi. Tiêu rồi. Lục Khải Minh đến rồi. Vợ ơi. Thanh Nhã. Em nhớ, ở đây là nhà kho mà. Bên trong có mấy đồ nội thất cũ. Sao anh lại cài chuông báo động trong nhà kho vậy? Khải Minh, có phải anh để cái gì quan trọng trong đó không? Đâu có gì. Chỉ là anh sợ nhà mình có trộm, nên mới cài chuông báo động trong đó. Sợ có trộm, nên để chuông báo động trong nhà kho hả? Em không biết đúng không? Cái này gọi là tung hỏa mù. Em nghĩ xem, nếu lỡ như nhà mình bị mấy tên trộm cướp danh công nghệ hay gì đó bước vào nhà kho thấy báo động, chắc chắn sẽ nghĩ rằng bên trong có thứ gì quý giá lắm. Sau đó hắn sẽ lục tung nhà kho này lên, đến cuối lại không lấy được gì cả. Đúng chưa? Chồng em thông minh quá. Thanh Nhã, đã rất lâu rồi không ai đến nhà kho này cả. Sao tự dưng hôm nay em lại đến đây vậy? Gần đây lúc nào em cũng cảm thấy mê man không tỉnh táo, vậy nên em muốn ra ngoài cho thoáng, đi dạo chút thôi. Em cứ cảm thấy có cảm giác gì đó rất thân thuộc ở đây. Đây là nhà của chúng ta mà, đương nhiên em phải quen thuộc rồi. Khải Minh, đây là nhà em. Vậy sao em bước vào chuông báo động lại kêu vậy? Em cũng đâu phải trộm, chắc không cần đề phòng chủ nhà như em đâu nhỉ. Lúc cài đặt chuông báo động, tinh thần em vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, bình thường em cũng không thường xuyên đến nhà kho, nên anh không nói với em. Vậy bây giờ em có thể vào được chưa? Được chứ, đương nhiên là được. Lẽ nào Lục Khải Minh nhận ra tôi giả điên rồi? Thanh Nhã, đến giờ uống thuốc rồi em. Tiêu rồi, anh mau trốn đi. Tôi về phòng trước đây. Không kịp đâu, em cứ giả vờ vô tình lạc vào đây đi. Anh sẽ dùng máy tính khống chế chuông báo, đánh lạc hướng hắn ta. Được. Sao thế? Em không vào được sao? Anh tắt ngay đây. Khải Minh, mấy đồ nội thất cũ đâu hết rồi? Căn phòng này từng để rất nhiều đồ cho em bé. Anh sợ em thấy rồi lại buồn, nên đã cho người đến dọn dẹp rồi. Đúng là không để lộ sơ hở nào. Vì đứa bé, tạm thời không thể trở mặt với Lục Khải Minh. Lấy nhau bao nhiêu năm nay, anh vẫn chu đáo với em như vậy. Anh đúng là người chồng tốt. Em là vợ anh mà. Yêu thương em là chuyện anh nên làm thôi. Gả cho anh đúng là phúc phần của em. Thanh Nhã, nào, uống thuốc đi em. Khải Minh, thuốc này đắng lắm, em không uống có được không? Anh xem, gần đây em, tinh thần em tốt lên nhiều rồi. Không uống thuốc, chắc cũng không sao đâu. Thanh Nhã, bệnh tình của em vẫn chưa ổn định đâu. Nếu em không uống thuốc, không biết chừng bệnh tái phát lại thì sao? Nếu có anh bên em còn đỡ, lỡ anh đi đâu đó, em làm bản thân bị thương thì không hay đâu. Nào, cầm lấy. Sau này em khỏe lại, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Đến lúc đó cả nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mau lên. Ngoan nào, uống thuốc đi nào. Không được, không thể uống được. Không thể.
Chờ anh chút. Alo. Cái gì? Có tin tặc xâm nhập vào công ty hả? Được rồi, tôi đến ngay đây. Thanh Nhã, em nhớ uống thuốc nhé. Công ty có chút việc, anh phải đến xử lý. Em ngoan nhé. Nhớ uống thuốc đấy. Nôn viên thuốc ra đi. Không tùy tiện uống được đâu. Vào trong rồi nói. Vừa rồi là anh làm đúng không? Tạo chút rắc rối cho cậu ta. Để cậu ta không bắt em uống thuốc nữa. Tôi phát hiện, mấy năm nay anh không lo thừa kế gia nghiệp, lại lo học làm, tin tặc cờ đấy. Không có gì làm nên học thôi. Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Lúc đầu, người phản bội đâu phải tôi. Xin lỗi em. Được rồi, thứ tôi cần đâu? Lọ này là vitamin. Viên thuốc bên trong, giống hệt như loại Lâm VV đưa cho em. Em yên tâm mà uống. Còn lọ này là loại em yêu cầu. Em thật sự sẽ làm vậy hả? Họ đối xử với tôi như vậy, không phản kháng, cứ thế chịu trận sao? Cái này, cái gì thế này? Chồng hả? Vivi, hai người về rồi hả? Tiểu Nhã, bình thường hai người bận như vậy, em cũng không giúp được gì. Chỉ biết nấu cho hai người nồi canh, tẩm bổ cơ thể. Không phải em không biết nấu ăn sao? Tẩm bổ cho chồng thân yêu của em, đương nhiên em phải đích thân xuống bếp rồi. Nào, còn ngơ ra đó làm gì? Mau ngồi xuống. Ăn đi. Chồng ơi, em biết là con mình mất đi, anh cũng đau khổ lắm. Nhưng mà anh vẫn luôn nghĩ cho cảm xúc của em, không hề oán trách em. Thậm chí ngay cả khi em ra tay với anh cũng không hề bỏ rơi em. Vivi, bệnh này của tôi, lúc tỉnh lúc mê, lúc phát bệnh giống như bị điên vậy. Nhưng tôi biết cô không hề ngại khó ngại khổ, vẫn luôn tìm cách trị bệnh cho tôi. Tận đáy lòng tôi rất biết ơn cô. Hôm nay em mượn chén canh gà này thay rượu, cảm ơn tấm chân tình mà hai người dành cho em. Em uống trước đây. Chúng ta cũng uống đi. May mà mình đã sớm chuẩn bị. Khải Minh, Vivi, tôi hy vọng hai người có thể ở bên tôi mãi mãi. Thanh Nhã, em là vợ của anh. Khi chúng ta cưới nhau, anh đã thề rồi. Cả đời này, anh chỉ yêu em. Chồng ơi, anh sẽ luôn yêu em chứ? Nếu em còn ở trên đời, anh sẽ luôn ở bên em. Vậy anh thề đi. Em biết ngay mà, sẽ không có ai chịu yêu một người điên mãi mãi đâu. Phim được dịch, Thanh Nhã, và lồng tiếng tại phim châu Á. Em cứ tin anh. Anh xin thề, cho dù sau này em có như thế nào, cả đời này anh chỉ yêu em. Nếu anh phản bội em, sẽ bị trời đánh. Phải đó, phu nhân, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho chị. Cảm ơn cô. Anh nhìn nè, họ đã uống hết thuốc rồi. Em làm cách nào để bọn họ uống hết vậy? Súp gà, nước, cháo, rau, mỗi món bỏ một chút. Lục Khải Minh không nghi ngờ sao? Tôi ăn chung với anh ta thì sao nghi ngờ được? Em chán sống rồi hả? Yên tâm, tôi không ngốc đến vậy đâu. Vậy em tính khi nào sẽ hành động? Chuyện này tôi không nói trước được. Chuyện này phụ thuộc vào Lục Khải Minh và Lâm Vivi. Thanh Nhã, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Em dùng chính mình làm mồi nhử sẽ rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tôi cũng nói với anh rồi mà. Trả thù
phải đích thân mình làm thì mới vui. Vậy nếu như họ đột nhiên xuất hiện, chúng ta không có cách nào đánh trả thì sao? Tôi giải quyết được mà. Không sao đâu, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Hồ Văn Thành, anh nghĩ là tôi vẫn sẽ tin anh sao? Thanh Nhã, em cứ tin anh, cho dù anh có phải bỏ mạng cũng sẽ bảo vệ em. Sớm biết như này, ban đầu đừng làm thế. Anh xin lỗi, lại đi xin lỗi. Tôi nói, chỉ cần anh giúp tôi lần này, mọi chuyện trước đây sẽ được xóa sổ. Sau này chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Anh sẽ không bỏ em đâu. Thật phiền phức. Anh mau về đi. Lát nữa Lâm Vi Vi với Lục Khải Minh trở về đây sẽ phát hiện đó. Mau đi đi, anh sẽ còn quay lại. Sao hôm nay lại muốn đi cắm trại vậy? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Nào, em xin lỗi, dạo này bệnh tình của em tệ quá, trí nhớ cũng bị lẫn lộn, ngay cả ngày kỷ niệm đám cưới của chúng ta cũng quên mất, đều tại anh. Tại vì anh đã không chăm sóc tốt cho em. Khải Minh, anh nhìn kìa, là xoa băng. Mau ước đi. Tôi ước tối nay Lục Khải Minh sẽ nhận được báo ứng cho tội của anh ta. Thanh Nhã, em đã ước gì vậy? Em hy vọng chúng ta có thể gặp lại con của mình. Thanh Nhã, em đừng nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ có đứa khác thôi. Nhưng mà Khải Minh, dạo này em hay nằm mơ, mơ thấy con của chúng ta khóc rất nhiều. Con bé vẫn chờ chúng ta đi tìm nó đó. Mấy cái đó đều là giả thôi. Là thật mà, là thật đó. Em thực sự nghe thấy mà. Anh nghe kìa. Anh nghe đi. Anh có nghe thấy không? Anh đã nghe thấy chưa? Thanh Nhã, chỉ là em đã nhớ con nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác thôi. Tất cả đều không có thật. Có thật mà. Anh nghe đi. Anh có nghe thấy không? Anh nghe thấy gì không? Thanh Nhã, làm gì có tiếng gì? Anh không hề nghe thấy có tiếng gì cả. Là thật mà, là thật đó. Con bé bên kia, bên kia kia, không phải, ở bên kia. Thanh Nhã, em đã nghe nhầm rồi đó. Khải Minh, con bé ở bên kia. Con bé đang ở bên kia. Khải Minh, anh qua đó xem đi, được không? Em xin anh qua đó xem đi, được không? Rồi, được rồi, anh đi xem đi. Để anh đi. Diệp Thanh Nhã, ngày tàn của cô đã đến. Con của mình, con mình đâu rồi? Vi Vi, chị ta đâu? Diệp Thanh Nhã đâu? Tắt nó đi. Vừa rồi cô ta ở đây mà. Phải đó. Mới chớp mắt đã biến đâu mất rồi. Đừng nói là phát điên, chạy mất rồi chứ. Đã khuya như vậy, một mụ điên chạy lung tung trong rừng, liệu có thể sống sót không? Tìm đi. Sống thì phải thấy người, còn mất thì phải thấy xác. Không phải đã bảo em tắt rồi sao? Em có mở đâu. Đi xem đi, chắc có ai muốn hù ma mình thôi. Không phải là hồn ma của đứa trẻ đó chứ? Em sợ cái gì? Hồn ma đó cũng không phải là con anh. Hồn ma đâu ra? Chắc chắn có người đang giở trò. Cũng đúng, không phải là Diệp Thanh Nhã chứ? Diệp Thanh Nhã sao? Nếu là Diệp Thanh Nhã, vậy thì tối nay không được để cô ta sống. Diệp Thanh Nhã mất rồi, nhưng sao anh cứ thấy kỳ lạ? Có gì kỳ lạ vậy? Chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Không phải muốn để chị ta tự kết liễu sao? Chồng ơi, ai vậy?
Ai đang nói chuyện đó? Không liên quan gì đến tôi cả. Đừng có giả ma giả quỷ nữa. Ông đây không tin. Trên đời này có ma đâu. Chồng ơi, em với con vẫn đang chờ anh đây. Khải Minh, chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Đừng quan tâm nhiều như vậy nữa. Chúng ta đi thôi. Chúng ta đi về đi. Đi thôi. Đứng dậy đi. Bọn họ đi rồi. Em yên tâm. Đã chuẩn bị xong rồi. Xem đi. Cá đã mắc câu rồi. Anh có cảm thấy chuyện tối nay có chút quái dị không? Nghĩ vớ vẩn ít lại. Tóm lại, Diệp Thanh Nhã không còn sống nữa. Đó là chuyện tốt rồi. Chồng ơi, em và con đều đang đợi anh đấy. Đến đây. Đến đây nào. Không phải tôi hại chị. Không liên quan đến tôi. Không phải tôi, là Lâm Vi Vi. Là Lâm Vi Vi đã cho cô uống thuốc. Là Lâm Vi Vi. Là Lục Khải Minh. Đúng vậy, Lục Khải Minh vì tài sản của chị rồi bảo tôi làm như thế. Thuốc của anh cộng thêm nén nhang đó dùng tốt hơn nhiều so với thuốc của Lâm Vi Vi. Tất nhiên rồi, đó là phương thuốc bí mật gia truyền của Hồ gia bọn anh. Đương nhiên là dùng tốt rồi. Chó cắn chó, đúng là thú vị thật. Đâm vào. Đâm vào đi, Lục Khải Minh. Sau khi đâm vào, ân oán của chúng ta sẽ tan thành mây khói thôi. Thanh Nhã, em bình tĩnh đi. Giữa chúng ta cũng là nên xóa sạch đi. Hôm nay muộn quá rồi. Anh sẽ đưa em về trước. Tôi đã nói rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Diệp Thanh Nhã, Hồ Văn Thành, dám gài bẫy tôi. Xuống mổ đi. Văn Thành, em mặc kệ anh. Văn Thành, anh không đi nổi nữa. Em mau đi nhanh đi. Văn Thành, chúng ta cùng đi đi. Đi cùng nhau đi. Đừng vội, tôi sẽ đưa cô đi gặp hắn. Biến đi, xuống địa ngục đi. Đừng bám theo tôi nữa. Biến đi, mau lên. Em điên rồi sao? Văn Thành. Văn Thành, anh thấy thế nào rồi? Mặc kệ anh, anh không đi nổi nữa. Em mau đi đi. Nguy hiểm quá rồi. Nguy hiểm lắm. Anh cũng biết nguy hiểm mà. Anh cứ như vậy sẽ mất mạng đấy. Nhưng anh không muốn em bị anh liên lụy. Vậy tại sao lúc đó anh lại bỏ rơi tôi? Tại sao chứ? Văn Thành, Diệp Thanh Nhã, cô đúng là đồ tiện nhân. Vào ngày cưới, lý do hắn bỏ rơi cô, nếu không phải ngoại tình thì còn có thể là gì chứ? Cậu không uống số thuốc đó. Cậu nghĩ Lục Khải Minh tôi là thằng ngốc sao? Hồ Văn Thành, anh sao thế? Hồ Văn Thành, anh không sao chứ? Cậu dám làm hỏng việc tốt của tôi, tôi sẽ tiễn cậu đi vậy. Đừng mà, Lục Khải Minh. Tôi sẽ tiễn hắn trước, rồi tiếp đến là cô đấy. Để hai người thành một đôi uyên ương tuyệt mạnh. Thành Nhã, em bỏ tay ra. Hồ Văn Thành, anh mau chạy đi. Thả anh ấy ra. Đừng mà, đứng yên. Động đậy là tôi sẽ xử cậu đấy. Anh xuống địa ngục đi. Diệp Thanh Nhã, cô dám động vào tôi, vậy thì cả đời này đừng mơ gặp lại con của cô nữa. Đê tiện. Lục Khải Minh, anh giấu đứa bé ở đâu? Cô đoán xem. Đó cũng là con của anh đấy. Sao anh nỡ làm thế chứ? Cho nên cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi,
Tôi cũng không nỡ làm tổn thương con bé đâu. Bỏ tay ra. Bỏ dao xuống. Cậu, bỏ xuống. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Thị, mấy năm nay anh và Lâm Vi Vi làm tôi điên điên dại dại. Diệp Thị, không phải đã sớm nằm trong tay các người rồi sao? Thứ tôi muốn chính là cổ phần ở trong tay cô. Anh kết hôn cùng tôi cũng là vì cái này sao? Cũng không thể nói như vậy được. Nói cho cùng, cô cũng là một mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, có gì không tốt chứ? Nhưng đáng tiếc, cô không nghe lời lắm, nắm chặt cổ phần trong tay không buông. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay với cô. Đê tiện, vô liêm sỉ. Vậy nên, rốt cuộc cô có đưa cổ phần cho tôi hay không? Cho anh, tôi còn có thể gặp con không? Tất nhiên, nói cho cùng, tôi chỉ là muốn tiền thôi. Được. Tại sao? Tại sao gì cơ? Sao lại muốn liều mạng cứu tôi? Rốt cuộc là tại sao? Xin lỗi, anh đơn thuần là muốn bù đắp cho tôi thôi. Thì ra là vậy. Anh đã cứu mạng tôi, vậy coi như đã hết nợ. Từ nay về sau, chúng ta đừng gặp lại nữa. Thanh Nhã, em đừng đi, anh bỏ tay ra. Em thật sự muốn đem tất cả cổ phần đưa hết cho Lục Khải Minh sao? Không liên quan gì đến anh. Anh có thể giúp em, tôi không cần. Thanh Nhã, em. Thanh Nhã, mặc dù không thể ở bên cạnh em, nhưng Diệp Thị, anh nhất định sẽ giúp em bảo vệ. Thanh Nhã, bắt đầu từ hôm nay, em cứ ở nhà đi. Diệp Thị giao cho anh. Khải Minh, dù sao thì Diệp Thị là do các vị cổ đông và một tay ba em gây dựng. Anh muốn làm chủ tịch, có thể hỏi ý kiến của các vị cổ đông. Các vị cổ đông, mấy năm qua tôi kết hôn với Thanh Nhã, sức khỏe của Thanh Nhã vẫn không tốt. Diệp Thị cũng luôn là do tôi phụ trách. Năng lực của tôi chắc mọi người đều thấy rõ rồi, phải không? Năng lực của Lục Tổng tôi công nhận đấy. Dù sao Diệp Thị của chúng ta, dưới sự lãnh đạo của Lục Tổng, công việc có thể nói là đang phát triển mạnh mẽ. Đúng, đúng vậy, công ty trước đây rất nhiều nợ xấu, cũng là do Lục Tổng xử lý từng cái một. Bây giờ công ty ngày càng tốt hơn. Bọn họ đều bị anh mua chuộc rồi. Cô thực sự nghĩ rằng những năm qua ở công ty tôi làm không công à? Bây giờ Thanh Nhã sẽ đem cổ phần cô ấy có chuyển nhượng tất cả cho tôi, vậy thì tôi sẽ làm chủ tịch công ty này. Mọi người hẳn là không có ý kiến gì, đúng không? Không phản đối, không có ý kiến gì cả. Nếu không có ai phản đối, tôi xin phép, tôi phản đối. Hồ Văn Thành, đây là Diệp Thị, không phải nơi để cậu làm bừa. Vậy Diệp Thị là nơi mà Lục Khải Minh cậu có thể làm bừa sao? Tôi là chồng của Thanh Nhã, sắp tới sẽ là chủ tịch của Diệp Thị. Có thể nói, đây là địa bàn của tôi. Chủ tịch của Diệp Thị, dựa vào đâu? Dựa vào đâu sao? Dựa vào trong tay tôi có 30% cổ phần của Diệp Thị. Vậy ý cậu là, miễn là trong tay có cổ phần của Diệp Thị, ai cũng có thể làm chủ tịch Diệp Thị? Tất nhiên rồi, thật trùng hợp, trong tay tôi vừa hay có 32% cổ phần của Diệp Thị. Có phải tôi cũng có thể tranh cử chủ tịch của Diệp Thị không? Làm sao có thể chứ? Giấy trắng mực đen,
Trên đó viết rất rõ ràng. Tại sao các người lại đem cổ phần trong tay đều bán cho Hồ Văn Thành? Nói: Lục tổng, người không vì mình, trời chủ đất diệt. Chỉ cần là Hồ Văn Thành tôi bỏ tiền. Đừng nói mua cổ phần của ba cổ đông, mà mua tất cả cổ phần còn được. Thậm chí mua luôn cả Diệp Thị cũng không phải là không thể. Vậy nên Hồ Văn Thành, anh cũng là đến để tranh chức chủ tịch sao? Thanh Nhã, anh đến đây là để giữ chức chủ tịch cho em. Ý anh là sao? Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần Diệp Thị. Chỉ cần em ký vào đây, cổ phần trong tay anh có thể chuyển nhượng cho em bất cứ lúc nào. Chỉ cần có số cổ phần này, vị trí chủ tịch Diệp Thị là của em. Anh xem ai dám động vào. Hồ Văn Thành, năm đó cậu công khai hủy hôn, làm cho Diệp Thị của chúng tôi mất hết thể diện. Giá cổ phiếu biến động, bây giờ vất vả lắm mới bình ổn trở lại. Cậu lại tới quyến rũ Thanh Nhã. Cậu muốn Diệp Thị lụi tàn sao? Chuyện lúc đó là lỗi của tôi. Tất cả những gì tôi làm bây giờ là vì để bù đắp cho Thanh Nhã. Thanh Nhã bây giờ là vợ của tôi, không cần cậu bù đắp. Thanh Nhã, ký đi. Tin anh đi. Mọi người đều có thể thấy, bây giờ trong tập đoàn Diệp Thị, Diệp Thanh Nhã có nhiều cổ phần hơn Lục Khải Minh, cho nên cô ấy vẫn là chủ tịch của Diệp Thị. Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, không phải việc của cậu. Diệp Thanh Nhã, cô đừng quên, đứa bé vẫn còn trong tay tôi. Lục Khải Minh, cậu còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Thanh Nhã, cô có đồng ý chuyển toàn bộ số cổ phần này cho tôi không? Hồ Văn Thành, sao anh lại đến đây chứ? Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Đừng lo việc của chúng tôi. Thanh Nhã, chuyện của chúng ta để nói sau đi. Em có biết tập đoàn Diệp Thị có ý nghĩa gì với em không? Em đừng bốc đồng. Tôi tin anh. Trước đây tôi đã từng tin anh, nhưng anh đã làm gì với tôi? Em tin anh đi mà. Đứa bé nhất định sẽ được tìm thấy. Đứa bé nhất định sẽ không sao. Sẽ không sao. Anh bảo tôi dùng mạng sống của con tôi đi đánh cược với anh, hay là nói đứa bé không phải của anh? Anh không quan tâm đến mạng sống của đứa bé. Còn chờ gì nữa? Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đi. Chỗ này. Thanh Nhã, đừng ký. Hồ Văn Thành, tôi nhịn cậu quá nhiều rồi đấy nhé. Em xem, không sao cả này. Thanh Nhã, chúng ta tiếp tục. Lục Khải Minh, Thanh Nhã sẽ không ký tên cho cậu đâu. Được rồi, tiếp tục. Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con. Hồ Văn Thành, dù sao đi nữa, đứa bé đã được cứu, vẫn phải cảm ơn anh. Thanh Nhã, tại sao đứa bé cũng đã được tìm thấy rồi, em còn chuyển cổ phần cho Lục Khải Minh? Anh không phải là ba của đứa bé. Tôi đã có được những gì tôi muốn, những thứ anh ta muốn. Sao lại không cho anh ta chứ? Thanh Nhã, em vẫn còn yêu Lục Khải Minh sao? Làm sao? Anh quan tâm sao? Thanh Nhã, Lục Khải Minh, cậu ta tiếp cận em, cưới em đều là vì hại em. Vì tài sản của Diệp Thị, cậu ta sẽ hại em và con gái em. Em có thể tỉnh táo một chút không? Còn anh thì sao? Cái gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim Châu Á. Năm đó, anh công khai hủy hôn, làm giá cổ phiếu Diệp Thị biến động. Bây giờ, anh lại cố gắng lấy lòng tôi như thế. Rốt cuộc là vì cái gì? Thanh Nhã, anh không giống cậu ta. Chỗ nào không giống? Không phải đều là bọn tôi sao? Anh cũng không còn gì để nói nữa chứ gì. Em có thể tha thứ cho anh không? Cút. Mau lên.
Anh Khải Minh, chúc mừng anh, cuối cùng cũng cầu được ước thấy. Anh cũng muốn chúc mừng em, cuối cùng cũng lên chức lục phu nhân rồi. Chỉ là anh Khải Minh này, đứa bé đó đã được người khác cứu đi rồi. Chúng ta không đi tìm sao? Chắc chắn là Hồ Văn Thành giúp Diệp Thanh Nhã cứu đứa bé rồi. Hồ Văn Thành này vậy mà lại bằng lòng làm một người ba rẻ mạt như vậy. Còn về con cái, hai chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Anh Khải Minh, anh hư quá đi, anh còn hư hơn như vậy được nữa. Alo. Được, tôi sẽ tới ngay. Lục Tổng, tài chính của công ty đột nhiên xuất hiện sự thiếu hụt rất lớn. Nếu không kịp thời giải quyết, sợ là phải phá sản rồi. Làm sao có thể như vậy? Trước đây rõ ràng là rất tốt mà. Người của chúng ta đã kiểm tra rồi. Hình như là Diệp Thanh Nhã đã nhúng tay vào. Cô ta đã làm gì? Cô ta chuyển đi toàn bộ số tiền của Diệp Thị. Toàn bộ tiền sao? Tất cả mọi thứ mà anh cần, toàn bộ đều bị chuyển đi rồi. Diệp Thị bây giờ chính là một cái vỏ rỗng. Diệp Thanh Nhã dám gài bẫy mình, không muốn sống nữa mà. Hôm nay gọi mọi người đến đây khẩn cấp là có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Lục Khải Minh, không phải cậu nói sau khi thành chủ tịch của Diệp Thị, Diệp Thị sẽ càng ngày càng tốt sao? Lục Khải Minh, cậu mới lên chức chủ tịch có 2 ngày, công ty sao lại sắp phá sản rồi? Cậu đến đây để hại chúng tôi sao? Lớn tiếng cái gì hả? Tôi đến đây để mấy người thét vào mặt tôi sao? Tôi kêu mấy người đến là đề nghị cách cho tôi. Anh mới là chủ tịch, công ty xảy ra chuyện, đương nhiên là muốn anh đến để nghĩ cách rồi. Kéo chúng tôi đến đây để làm gì chứ? Nếu không có năng lực, chức chủ tịch này vẫn nên để cho người có năng lực làm đi. Ý mấy người là sao? Đơn giản thôi. Ai có thể giải quyết những khó khăn hiện nay của Diệp Thị thì người đó sẽ làm chủ công ty. Tôi có cách. Đại tiểu thư, cô quay về rồi. Tôi biết ngay mà, Diệp Thị gặp khó khăn, cô nhất định sẽ không đứng yên nhìn. Diệp Thanh Nhã, Diệp Thị biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, tất cả là do cô hại đấy. Cô còn mặt mũi quay về để giành vị trí chủ tịch với tôi sao? Ai nói với anh là tôi muốn cướp vị trí đó? Vậy cô muốn gì? Tôi muốn mua lại Diệp Thị. Diệp Thanh Nhã, năng lực cô đến đâu? Tôi còn không biết sao. Cho dù cô bòn rút hết tiền của Diệp Thị, Diệp Thị cũng vẫn là công ty lớn trên thị trường. Người như cô mà mua lại Diệp Thị, cô xứng sao? Lục Khải Minh, anh nghĩ rằng anh hiểu rõ tôi sao? Ý cô là gì? Biết tập đoàn Trung Thiên không? Tập đoàn lớn đã đứng vững hàng trăm năm. Cũng hiểu biết đấy. Liên quan gì đến cô? Cũng không liên quan lắm. Nó chính là di sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi. Diệp Thanh Nhã, đầu óc cô có phải là bị chạm mạch rồi không? Còn là di sản mẹ cô để lại cho cô. Đây là chuyện cười lớn nhất tôi được nghe trong năm nay đấy. Diệp Thanh Nhã, bệnh nói khoác này phải chị đấy. Nếu cô là đại tiểu thư của tập đoàn Trung Thiên, vậy tôi sẽ là con gái của tỷ phú giàu nhất thế giới rồi. Sao nào? Các người đều không tin sao? Đại tiểu thư, chúng tôi biết cô muốn tìm cách cứu Diệp Thị. Vương tổng của tập đoàn Trung Thiên tôi cũng đã gặp qua mấy lần rồi, dường như không có quan hệ gì với cô cả. Là ai đang cười nhạo đại tiểu thư của tập đoàn Trung Thiên chúng tôi? Đại tiểu thư, mời cô ngồi. Không thể nào. Chúng tôi kết hôn lâu như vậy, tôi không thể không biết thân phận của cô. Tôi vẫn chưa kịp nói với anh thì anh đã ra tay rồi. Diệp Thanh Nhã, cô dám lừa tôi. Mẹ nó. Là ai cho cậu lá gan dám động vào đại tiểu thư? Lục Tổng, cô ta thật sự là đại tiểu thư của tập đoàn Trung Thiên.
Đại tiểu thư tập đoàn Trung Thiên, mau xin lỗi đại tiểu thư chúng tôi. Thanh Nhã, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Cô xem, hãy nể tình chúng ta từng là vợ chồng, tha cho tôi, được không? Cút. Nể tình vợ chồng. Phim được dịch, Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim là nể tình anh muốn lấy mạng tôi sao? Thanh Nhã, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, tha cho tôi được không? Tôi sai rồi. Cút đi. Anh còn qua đây, tôi sẽ đập gãy chân anh. Tôi mặc kệ cô là ai. Bây giờ tôi có hơn 60% cổ phần trong Diệp Thị. Diệp Thị vẫn là của tôi. Lục Khải Minh, có phải anh quên rồi không? Diệp Thị sắp phá sản rồi. Có tôi ở đây, Diệp Thị không thể bị phá sản được. Hôm nay tôi đến đây là để mua lại Diệp Thị. Nhưng các vị cổ đông đây, nếu không đồng ý, tôi cũng không thể mua nổi. Vậy tôi xin phép đi trước nhé. Đợi đã, đại tiểu thư. Sao thế? Chúng tôi 3 ngày, tôi sẽ tìm cách xoay sở tiền để cứu tập đoàn Diệp Thị. Nếu tôi gom không đủ, tôi sẽ lấy tất cả cổ phiếu chuyển hết cho cô. Được. Đại tiểu thư đây, sẽ cho anh thời gian 3 ngày. Khải Minh, anh thực sự có cách cứu Diệp Thị sao? Nào, xem thử đi. Em biết ngay, anh là lợi hại nhất. Yên tâm, sẽ không để em đi theo nhầm người đâu. Vậy anh chuẩn bị khi nào mới cưới em đây? Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được chứ? Nào, cạn ly. Đại tiểu thư, chị cho tôi xem ảnh chồng chị ngoại tình, là có ý gì chứ? Bạch Thi Thi, đừng làm bộ nữa. Tôi biết cô là tình nhân của Lục Khải Minh. Cô biết hết rồi sao? Cô ở cùng với hắn là có ý đồ gì? Chắc không phải thật lòng thích hắn đấy chứ? Cô không ngại làm tiểu tam để được ở bên cạnh hắn. Hắn đối với cô như thế, lẽ nào cô không muốn báo thù sao? Lục Khải Minh tính làm gì tiếp vậy? Anh ta mới nói với tôi, đang tính bán mảnh đất này đi. Mảnh đất tốt như vậy, đủ để đền bù thâm hụt của Diệp Thị. Đại tiểu thư, chị thật sự tính để mảnh đất này lại cho Lục Khải Minh sao? Diệp Thị là do ba tôi đã vất vả xây dựng nên, để lại cho anh ta cũng đáng sao? Nhưng mà có nhiều người muốn giành mảnh đất này lắm. Lúc vừa thông báo tin này, đã có mấy người liên hệ muốn mua rồi. Vậy sao? Thật sự có chút rắc rối rồi. Đại tiểu thư, vừa nãy ở Diệp Thị, sao chị không kiên quyết mua lại Diệp Thị vậy? Tôi thấy những cổ đông ba phải đó chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Như vậy thì Lục Khải Minh sẽ không có cơ hội để trở mình có một mảnh đất như vậy trong tay. Lục Khải Minh muốn trở mình cũng rất dễ dàng. Đại tiểu thư là muốn, đương nhiên là muốn Lục Khải Minh phải mất sạch toàn bộ tiền vốn, như vậy mới thú vị, không phải sao? Đại tiểu thư sáng suốt. Rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu mới có thể tìm được điểm yếu của Lục Khải Minh đây? Sao anh lại ở đây? Anh biết em đang điều tra về mảnh đất này. Đúng lúc anh có một số thông tin mật nên đem đến cho em đây. Thông tin mật? Em xem đi rồi biết. Nghiên cứu về một loại thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. Dựa theo thông tin này, mảnh đất đó không bán được rồi. Thế nào hả? Được, tôi nợ anh lần này. Lục Tổng, mảnh đất tốt như vậy, sao lại đột nhiên muốn bán vậy? Còn không phải là vì Diệp Thị sao? Chuyện của Diệp Thị, tôi cũng nghe rồi. Lục Tổng quả thật không dễ dàng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bây giờ, tôi đã phụ trách Diệp Thị, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Lục Tổng quả là người đàn ông đích thực. Thật sự, ngưỡng mộ. Trương Tổng lại đua rồi. Vậy chúng ta hãy ký hợp đồng này đi. Có thể dễ dàng mua được một mảnh đất tốt như vậy. Trương Tổng không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ lạ sao?
Đê tiện, cô đừng có đến đây đặt điều gây sự. Có tin tôi lấy mạng cô không, Lục Khải Minh? Cậu dám động vào một ngón tay của Thanh Nhã, tôi sẽ cho cậu biến thành cho bụi. Cô Diệp, mảnh đất này có vấn đề gì sao? Trương Tổng, mảnh đất này nhìn thì có vẻ tốt, nhưng thực ra cũng chỉ là một miếng mỡ không bao giờ ăn được. Trương Tổng, đừng nghe cô ta nói làm gì. Vị trí của mảnh đất này vô cùng tốt, rất có tiềm năng để phát triển. Vốn dĩ tôi muốn tự mình khai phá nó, nhưng tôi lại gặp phải khó khăn, nếu không thì tôi cũng sẽ không bán đâu. Trương Tổng, cô hãy xem cái này đi, sẽ biết những gì chúng tôi nói là thật hay là giả. Trương Tổng, cô đã thấy chưa? Mảnh đất này có loài hoa đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Có nguy cơ tuyệt chủng. Đất mà có những loài sắp tuyệt chủng sẽ được nhà nước bảo vệ. Chính phủ không cho phép khai phá đâu. Lục Khải Minh, đã hết thời hạn 3 ngày rồi. Hợp đồng này, anh phải ký đi chứ. Diệp Thanh Nhã, mấy năm qua, tôi vẫn luôn bảo vệ Diệp Thị. Sao cô lúc nào cũng đến phá tôi vậy? Lục Khải Minh, mấy lời anh nói, anh tin được không? Diệp Thanh Nhã, cô tin tôi thêm lần nữa. Tôi đảm bảo sau này sẽ đối tốt với cô. Thôi anh im đi. Nếu tôi nói tôi không ký thì sao? Cho dù Diệp Thị có phải phá sản, tôi cũng không ký hợp đồng này. Diệp Thị phá sản sao? Vậy các cổ đông thì sao đây? Sẽ bỏ qua cho anh hả? Cái lũ ngu ngốc đó, sao tôi phải sợ bọn họ? Vậy còn họ thì sao? Mấy người muốn làm gì? Lục Khải Minh, anh có ký không? Tôi không ký. Bắt anh ta ký cho tôi, tôi không ký. Lục Khải Minh, ký hay không, không đến lượt anh quyết. Diệp Thanh Nhã, cô đã quên rồi sao? Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu. Đánh anh ta đi. Diệp Thanh Nhã, ly hôn không đơn giản là ký tên đâu. Chỉ cần tôi không phối hợp với tòa án, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Lục Khải Minh, có thực sự biết luật không vậy? Bộ anh không biết ly thân nửa năm được tính là ly hôn sao? Cho dù là vậy, tôi cũng còn nửa năm nữa để bám theo cô mà. Hơn nữa, cho dù chúng ta ly hôn, tôi vẫn là ba của đứa bé. Cô đừng hòng thoát khỏi tôi. Vậy nếu như trên đời này không còn Lục Khải Minh nữa, cô muốn làm gì hả? Tôi sẽ lấy mạng anh. Cô làm gì vậy? Cứu tôi, em bình tĩnh đi. Loại người này không đáng đâu. Anh không nghe thấy sao? Anh ta dám đe dọa tôi, dám lấy con gái tôi ra để đe dọa tôi. Bình tĩnh đi mà, anh không đáng sống. Thật sự nghĩ chỉ có mấy người mới biết dùng cách gây mê sao? Khải Minh, Khải Minh ơi, cầm áo cho anh đi. Diệp Thanh Nhã, vừa rồi có phải cô muốn dùng con dao này để đâm tôi không? Lục Khải Minh, anh dám làm gì tôi, tập đoàn Trung Thiên sẽ không tha cho anh đâu. Cô nói xem khuôn mặt mềm mại này của cô, nếu có thêm vài nhát dao thì sẽ trông như thế nào? Lục Khải Minh, cậu là đồ khốn, cậu mau tránh xa Thanh Nhã ra. Hồ Văn Thành, Diệp Thanh Nhã, cô ấy là vợ tôi, đã ở với tôi 2 năm nay rồi, bây giờ cậu mới đến, có muộn quá không? Lục Khải Minh, tôi sẽ cho cậu biết tay. Cậu nhìn cậu bây giờ, bị trói như một cái bánh tét, còn ở đây om sòm sao? Văn Thành, anh không sao chứ? Anh không sao, vẫn yêu thương nhau quá cơ.
Dù sao thì bây giờ cũng còn thời gian. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Cậu tính làm gì? Người như tôi đây, ghét nhất phải nhìn thấy cảnh những người khác như hình với bóng. Nếu hai người đã yêu nhau như vậy, hay là chúng ta chơi trò chọn một trong hai thì sao? Chọn một trong hai. Đúng vậy, chọn ra một người được sống, còn một người phải hy sinh. Sao nào? Nếu không, tôi sẽ giúp hai người chọn cho. Tôi. Tiếp tục đi, có đáp án chưa? Để tôi. Thật tuyệt vời, thật cảm động mà. Tiếc là chỉ có thể chọn một người thôi. Tôi nói là tôi, để tôi. Hồ Văn Thành, thứ Lục Khải Minh muốn là mạng của tôi, không liên quan gì đến anh cả, để cô ấy sống. Lục Khải Minh, xử tôi. Hồ Văn Thành, anh không hiểu tôi nói gì sao? Không liên quan gì đến anh. Hồ Văn Thành, nếu như anh nguyện ý vì tôi đến như vậy, tại sao lúc đầu anh lại không muốn cưới tôi? Tại sao vậy hả? Diệp Thanh Nhã, cô ngu ngốc thật đấy. Hồ Văn Thành, cậu ta vẫn luôn yêu cô. Từ trước kia cho đến bây giờ, cậu ta vẫn luôn yêu cô điên cuồng. Đáng tiếc. Tiếc là hai người không thể ở bên nhau. Tại sao chứ? Tại sao không thể ở bên nhau? Lục Khải Minh, cậu im miệng cho tôi. Câm miệng. Bởi vì cậu ta là anh trai ruột của cô. Câm miệng đi. Anh trai là yêu em gái ruột của mình. Cái này đúng là trò đùa hay nhất mà tôi từng được nghe. Em gái ruột yêu anh trai ruột. Diệp Thanh Nhã, cô không thấy ghê tởm sao? Đúng rồi, hai người đã ngủ với nhau mà, phải không? Hồ Văn Thành, xong việc rồi, cậu có từng nghĩ về việc quan hệ với em gái mình không? Có phải cảm thấy rất kích thích không? Lưu Khải Minh, cậu im đi. Thật may là hai người không có con. Anh chị em ruột mà sinh con, không phải chậm phát triển, cũng là tàn tật hay biến dạng. Lục Khải Minh, đồ súc sinh. Những lời của anh, tôi sẽ không tin một lời nào. Nói với anh ta là không phải đi. Anh nói đi. Anh nói đi chứ. Anh nói đó là giả đi. Anh nói chuyện đi chứ. Anh xin lỗi. Thanh Nhã, em ơi, em đừng khóc. Anh đã không nói cho em biết sự thật là vì anh sợ em như vậy, Thanh Nhã. Thế nên năm đó anh không yêu người khác, cũng không yêu tôi. Bởi vì anh biết là anh là anh trai ruột của tôi, nên anh mới bỏ trốn, đúng không? Thanh Nhã, tất cả đều là chuyện quá khứ, chúng ta không nhắc đến nữa, được không? Nhưng mà không thể. Anh họ Hồ, tôi họ Diệp. Làm sao chúng ta có thể là anh em ruột được? Là ba của anh, qua lại với mẹ của em. Hồ gia và Diệp gia có quan hệ lâu đời, họ như vậy cũng là chuyện bình thường mà. Diệp Thanh Nhã, cô còn chưa hiểu sao? Ba của Hồ Văn Thành và mẹ của cô, họ qua lại với nhau có nghĩa là bọn họ ngoại tình. Cô được sinh ra là bởi vì họ ngoại tình. Cô đã hiểu chưa? Không thể nào. Điều này thật vô lý. Hồ Văn Thành, ba của anh và mẹ của tôi, bọn họ, Tôi vậy mà yêu phải anh trai ruột của mình. Thật là quá kinh tởm. Thanh Nhã, chúng ta lúc đó không hề hay biết gì về chân tướng chuyện này, không trách em được. Hồ Văn Thành, tại sao lại vậy? Tại sao anh bỏ rơi tôi xong rồi lại chạy đến tìm tôi? Tại sao cứ tới cứu tôi hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao hả? Anh sẽ luôn bên cạnh em cả đời. Thật nực cười. Sau này anh cũng sẽ kết hôn, anh sẽ có gia đình riêng cho bản thân mình. Làm sao mà ở bên tôi hả? Anh sẽ không kết hôn đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, để bảo vệ em. Hồ Văn Thành, sao anh lại ngốc thế?
Như vậy có đáng không? Rất đáng. Các người thế này quả đúng là cảm động. Nhưng mà Diệp Thanh Nhã, có phải cô đã quên không? Hiện tại cô vẫn là vợ tôi. Ngay trước mặt tôi gian díu với một thằng đàn ông khác sao? Cô xem tôi không có ở đây sao? Tôi khinh Lục Khải Minh, đồ đê tiện nhà anh. Ngoại tình mà còn nói một cách chính đáng như vậy. Tôi thấy chị không muốn sống nữa rồi đúng không? Lâm Vi Vi, cô là đồ tiểu tam. Tiểu tam sao? Tôi cùng với Thanh Mai Trúc Mã Khải Minh lớn lên cùng nhau. Cô mới là đồ tiểu tam. Thì ra là hai người hợp tác với nhau để hại tôi. Tất cả đều là vì muốn cướp gia sản của tôi, làm hại mạng sống của tôi. Vi Vi, em sợ gì vậy? Mạng sống của họ đều nằm trong tay chúng ta. Vi Vi, em nói xem, bọn họ yêu nhau đến vậy thì nên xử ai trước mới vui đây nhỉ? Vừa mới lúc nãy Hồ thiếu gia không phải tranh muốn được đi trước sao? Công bằng giúp anh ta đi. Cô dám động tới Hồ Văn Thành thử xem. Hồ Thị và tập đoàn Trung Thiên sẽ không bỏ qua cho hai người. Cũng đúng. Vậy thì tốt hơn là nên bịt miệng hết nhỉ? Lục Khải Minh, ý cậu là gì? Ý của tôi chính là cả hai người đều phải bị xử. Như vậy mới không có ai truy sát tôi và Vivi. Có phải ngay từ đầu cậu đã muốn xử hết chúng tôi không? Nếu vậy thì sao? Giữ hai người lại làm gì chứ? Diệp Thanh Nhã, vốn dĩ là tôi muốn cô tự kết liễu, nhưng cô cứ làm ầm lên, còn đẩy tôi tới bước đường cùng. Tôi hết cách rồi. Chỉ có thể hủy thi diệt tích thôi. Còn nhớ cái này không? Hai người đã dùng nó để dọa tôi đấy. Các người làm gì vậy? Các người định làm gì? Làm cái gì vậy hả? Lục Khải Minh, anh quay lại đây. Thanh Nhã, anh xin lỗi. Anh không nghĩ Lục Khải Minh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Hồ Văn Thành, anh có hối hận không? Anh không hối hận. Được ra đi cùng em, anh vô cùng mãn nguyện. Nhưng em vẫn muốn sống. Thanh Nhã, nếu như có kiếp sau, chúng ta đừng làm anh em nữa, được không? Được, em đồng ý. Em có biết không, Thanh Nhã, lúc anh biết anh với em là anh em ruột, anh vẫn muốn kết hôn với em. Vậy nên anh luôn cố gắng trì hoãn đến tận trước thềm hôn lễ. Anh vô cùng muốn chúng ta là vợ chồng. Nhưng anh cũng sợ. Anh sợ em sẽ giận anh, sẽ hận anh. Vậy nên anh mới bỏ đi. Vậy là anh biết chúng ta là anh em ruột, anh vẫn muốn cưới em, đúng không? Nhanh, mau chạy thôi. Thanh Nhã, em cởi trói được rồi sao? Mau chạy thôi, chạy mau. Thi Thi, cảm ơn em. Nếu không có em, anh cũng không thể thuận lợi có được tập đoàn Diệp Thị. Chúc mừng anh, Khải Minh, được như ý nguyện. Bây giờ Diệp Thị đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi. Chỉ là vẫn chưa tìm thấy đứa bé đó. Liệu có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm hả? Chưa nói tới chuyện nó chỉ là một đứa bé, có thể làm được gì anh? Kể cả là có thể đi nữa thì em đừng quên, nó là con anh mà. Quyền nuôi con nằm trong tay anh, thì nghĩa là anh bảo nó làm gì, nó phải làm như vậy. Vậy thì tập đoàn Hồ Thị với Trung Thiên có gây khó dễ cho anh không? Diệp Thanh Nhã mất tích, anh là chồng cô ta, thừa kế tài sản của cô ta là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Cho dù bọn họ muốn làm khó anh, cũng không cách nào làm được. Lục Khải Minh, anh nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý anh thật sao? Thi Thi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đêm nay chúng ta không nói những thứ này nữa.
Ly. Là ai? Là ai đó? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Mấy thủ đoạn kém cỏi này. Lần trước ở trong rừng, các người sai rồi mà. Tôi không sợ các người đâu. Là ai? Rốt cuộc là ai hả? Khải Minh, anh nói chuyện với ai vậy? Anh bị sao thế? Em không thấy họ sao? Em không thấy ai cả. Em thật sự không thấy ai hả? Khải Minh, anh Khải Minh. Khải Minh, anh đã thấy cái gì vậy? Anh thấy, anh nhìn thấy hồn ma của Hồ Văn Thành và Thanh Nhã. Hồn ma hả?